Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Đây, chào bạn. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau để tìm hiểu nhau thông qua cái hàng rào trước nha. Mời bạn nữ. Em xin chào MC Cát Tường, MC Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, quê em thì ở Ninh Thuận, mà em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm điều dưỡng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa. Vừa đi làm điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa. Tốt quá. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi. Em là quản lý cửa hàng điện máy. Quản lý cửa hàng điện máy, 31 tuổi ha. Dạ. Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em là mọi người xung quanh là nhận xét em rất thật. Trong công việc em rất nhiệt tình, chịu khó, em có lập trường vững vàng. Lập trường vững vàng hả? Dạ. Cái này quan trọng lắm ha. Dạ. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là em hơi nhút nhát trước đám đông. Với là cái việc mà việc nhà em hơi dở. Rồi, bạn nữ thì sao? Mình những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là cái gì nào? Ưu điểm của em thì em thấy là em tự lập, em mạnh mẽ. Với lại em biết chăm sóc và yêu thương gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, hơi càm ràm với đôi khi hơi khó chịu. Có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình chưa? Dạ, chưa. Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào, còn kiềm chế được. Dạ, còn tình trường thì được. Sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì trải qua là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau, cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi. Nhưng mà sau thì công việc của ảnh cũng bận rồi, sinh ra là hai đứa nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy. Còn cái mới chia tay đây cũng được 1 năm thì em với anh đó thì cũng tình cảm, nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là ảnh có gia đình. Hả? Dạ. Quen bao lâu? Dạ cũng hơn 1 năm. Quen hơn 1 năm mới phát hiện ra anh có gia đình. Dạ. Không tìm hiểu kỹ sao mà anh giấu hay vậy? Cái tính em dễ tin người lắm chị. Với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng. Và người ta nói gì em cũng tin đó chị. Cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị. Thôi bây giờ em gái quá hả? Yên tâm ha. Lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được lên chương trình bạn muốn hẹn hò. Dạ đúng nên rồi. Nên em yên tâm. Dạ. Em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình, nhưng mà chỉ có 1 mối tình là chính thức thôi anh. Nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh. Chia tay 5 năm rồi, dạ. Mối tình chính thức được bao lâu? Dạ hơn 1 năm anh. Nhưng lý do sao chia tay? Thì lúc đó công việc làm em chưa ổn định anh. Với bạn đó tìm được người hơn em. Dạ. Bây giờ em ổn định chưa? Dạ giờ em ổn định. Bây giờ em quản lý một cái cửa hàng gì? Điện máy anh. Điện máy hả? Dạ. Tức là bán hàng. Em quản lý được bao nhiêu nhân viên? Dạ 6 nhân viên anh. 6 nhân viên hả? Dạ. Cũng được rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, là bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em là cao cỡ 1m50 được. 50? Dạ. Khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính. Đơn giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại hả chị? Phụ nữ thì hay có tính càm ràm, nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi, nó không nói nè, yên tâm đi. Rồi, vậy bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không? Dạ có chị, mẫu người lý tưởng của em là ca sĩ Đăng Khôi ấy chị. Vậy hả? Dạ, ai cũng nói em là mình chơi đẹp quá vậy. Mà đúng chơi đẹp là phải mê chị. Đúng chơi đẹp phải mê. Đẹp là được. Rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại biết phụ giúp công việc. Nội trợ hoặc là phụ việc của gia đình á, phụ vợ, biết chia sẻ, biết cảm thông với người vợ. Cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng á chị. Rồi, được vậy cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai? Dạ, vô tâm và ki bo. Hey, có ki bo không đây? Dạ không. Chàng trai quản lý của tôi, không có ki bo ha. Dạ. Ôi trời, em gái dễ thương. Em ghét người ông ki bo lắm hả? Dạ ghét cực kỳ luôn anh. Người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình, có gì đâu. Dạ không, ki bo bên ngoài thì được anh, đừng ki bo với em. Đúng rồi, ki bo với bà xã là không có được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà lúc người yêu cũng đừng ki bo anh. Đàn ông uống chút xíu bia rượu được không? Dạ được. Hút thuốc được không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc anh. Gia trưởng chút được không? Dạ không. Gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng. Nếu mà gia trưởng một tí xíu thì được, nhưng mà đừng có gia trưởng quá. Thôi, cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai.
Nếu như... Vui lên nào. Hôm nay là em được gặp một cô gái rất xinh, dễ thương. Em dự kiến thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm. Nếu mà làm dâu em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm. Mình ở chung nhiều khi ba mẹ ăn phụ giúp mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em. Trời, tóc màu đen quá ha. Dạ. Được. Có cái điều gì mà mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị. Cái người phụ nữ mà cứ... Kiểu nhõng nhẽo đồ này kia hả? Dạ, em không thích. Ủa, phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà. Nữ nhõng nhẽo ta còn khoái nữa. Có gì đâu. Rồi, chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, chắc cỡ một năm chị. Có làm dâu không em? Dạ, có chị. Ba mẹ đang sống ở đâu? Dạ, em ở với ba mẹ em. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao? Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được lần? Dạ công việc của em sắp xếp thời gian được mà chị. Chắc khoảng chừng một tuần em xuống lần được chị. Nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi. Bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương. Đẹp trai đẹp gái như nhau à. Nhưng mà bạn trai thì ở Đồng Nai hơi xa. Đã bây giờ vấn đề là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á. Xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân, sau đó các bạn sẽ gặp mặt. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cháu em. Cháu hả? Dạ. Rồi, xin dạ. Chào. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào con. Chào quý vị khán giả. Thì con là Nguyễn Trương Công, là cháu của cậu Lộc. Thì con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi. Thì cậu con thì có tính là hay nóng nảy, nhất là khi nghe căng nhằn. Với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát. Giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp. Con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi. Là cũng là do một phần là do trời định. Mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại. Thì mình nên cho nhau một cơ hội. Biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái, tự tin hơn. Thì biết đâu mình lại tìm ra được nhiều điểm tốt của nhau. Dạ, rồi con xin hết. Có một cháu dễ thương quá nha. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, anh em đi với chị của em, cũng là đồng nghiệp của em, anh trai với lại mấy bạn. Dạ, em tên... chào chị Quân Linh, chào anh Cát Tường. Hả? Chào anh Quân Linh, chị Quân Linh, chào chị. Em là chị của Yến, làm chung trong... Chị rung lắm hả? Đo nhịp tim thấy không? Thấy đàn trai sao chị? Thấy bạn trai bên đây được, ngoại hình được. À, nếu mà Yến thấy được thì hai đứa có thể cho cơ nhau cơ hội thì Yến quyết định. Yến thấy được thì bấm được thôi. Rồi. Bây giờ thì quan trọng là ta mở màn lên, mình cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Đấy, cô gái xinh đẹp. Anh thấy em sao? Em nhìn dễ thương. Chị dễ thương thôi à? Em thấy anh run quá ha. Anh mới sốt vậy em. Không sao đâu, em điều dưỡng mà, anh yên tâm đi. À đúng rồi. Bây giờ bạn trai run quá, em có tiết mục văn nghệ gì em tặng bạn trai với tặng mọi người đi. Cho bạn đỡ run, cho bạn nhịp tim ổn định chút, chứ giờ đang cao huyết áp rồi. Dạ, thì tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em tặng anh. Còn anh là bớt rung lại nha. Nếu những yêu thương này chỉ là mơ, em xin một lần đường mơ. Ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh. Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã. Hãy đến bên em và cầm đôi tay trên thêm vững bước đi. Em hát sao thấy anh cũng sốt. Vẫn sốt em ơi. Vẫn sốt. Dạ. Bây giờ em có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời, múa, nhảy múa gì không? Nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa. Phải cấp cứu luôn á. Để làm cho đi cấp cứu luôn đi em. Anh ơi, chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À. À, được. Rồi cho nhạc đi.
Cảm nhận thế nào, nói với cô gái đi. Nói chung là bạn gái nhìn dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á, em có làm dâu được không? Dạ như hồi nãy em có nói á, thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mẹ anh dễ lắm, chỉ có anh với mẹ anh ở chung à. Mẹ anh mà thương anh á, thì sẽ thương con dâu, em cứ yên tâm. Nếu mà về làm dâu thì mình phải sinh sống tại Đồng Nai ha anh? Tùy em, thì công việc của anh á, là anh định hướng là làm ăn ở đó. Nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được làm ở gần nhà. À, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái kinh doanh, nên em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được. Mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhờ. Tại vì em thì ở một mình thôi, nhưng mà nhiều khi con gái mà, nhiều khi cần cái người đàn ông bên cạnh á, người yêu bên cạnh, thì anh lại hơi xa. Em yên tâm, một tuần anh xuống một lần được mà. Như nhiều khi bữa tối em cần thì sao ạ? Giống như bữa đó em chật mà em đói bụng quá, giờ sao giờ? Lúc đó anh xuống được anh sẽ xuống. Tại công việc của anh là ban ngày thôi, 6 giờ là hết rồi, là xong rồi. Giờ đó anh rảnh rồi. Bây giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi? Đúng rồi, lấy gì bù khoảng cách đi? Ừ. Anh hứa với em là nếu mà lúc nào em mà buồn là em điện anh mà sắp xếp được anh sẽ xuống thăm em. Dạ, còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh? Nhưng mà anh sẽ xuống. Em nên cho anh với em một cơ hội. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Bạn đứng cái lên, câu bạn mà cho tới anh cơ hội thì nó dễ tới quá. Mình hơi rụt rè, mình nắm tay bạn gái đi. Để có một chút xíu điện á, để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện, xúc. Nạp điện thêm. Đo lại cảm xúc một lần nữa. Ủa nắm hờ hững như trời. Rồi nói đi, một câu nữa thôi, cho hai bạn thêm 15 giây nữa. Thôi nói chung á là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên. Nói chung là cho anh cơ hội. Hai đứa mình hẹn hò. Thôi huyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em. Chị ơi rung mà tay em lạnh theo vậy. Rồi thôi huyết áp cao rồi, về chỗ đi. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Quyết định là quyền của các bạn. Có bấm nút hay không, cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn. Nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động, tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác, chúng ta mất duyên ráng chịu nha. Cẩn thận. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời em. Vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng. Hai em gái hả? Chàng trai thì sao? Dạ, thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên không sao. Đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa. Nếu em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô gái yên tâm để bấm nút. Em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ. Rồi, em nói. Mình tới đây cũng là có duyên rồi. Tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em, anh nhỉ? Em hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên. Tại vì một người đàn ông cần sự trưởng thành, tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn.